Trước hết tôi cảm ơn Chúa đã cho có cơ hội đến đây. Kế tiếp cảm ơn mục sư quản nhiệm và ban chấp hành hội thánh cho phép tôi được hầu vị Chúa với hội thánh sáng nay, rất là vui. Lâu lắm rồi thì tôi ước ao có cơ hội được đến vùng này để thăm hội thánh. Đương nhiên hồi nãy ông Hòa nhắc lại thì chúng tôi đã biết với nhau lâu lắm, 30 mấy năm về trước. Hiện nay thì con gái con thì đang hầu vị Chúa trong hội thánh của chúng tôi, đang lo cho các em nhỏ. Beautiful, cảm ơn Chúa. Một sự sắp đặt rất là lạ lùng. Đương nhiên Chúa dùng hết tất cả mọi chúng ta, và tôi biết chắc điều đó. Và như một sự trực hồi nãy có giới thiệu sơ sơ đó, thì có cái điều lạ là hội thánh San Jose đó, khi tôi làm trưởng ban thì Chúa kêu gọi thì tôi trở thành mục sư, thì rủi cho mục sư trực cũng sau đó trở thành trưởng ban. Rồi thì chúng ta nói trong cái rủi nó sẽ có cái mai. Người ta gọi là rủi chứ thực ra thì chúng ta thấy rất là phước hạnh. Thành thử mục sư trực cũng là trưởng ban thanh niên, rồi sau đó trở thành người hầu vị Chúa. Rồi mục sư An cũng là trưởng ban thanh niên, rồi cũng trở thành người hầu vị Chúa. Mục sư Xanh Ngọc, ố và nhiều người. Cho nên tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng nhiều đời sống của chúng ta mà chúng ta không biết được. Và trong đó thì Chúa sử dụng chúng ta, như hôm qua tôi có nói rằng Chúa chọn chúng ta, Chúa lập chúng ta, Chúa sai chúng ta, và chúng ta đi và có kết quả. Và thật ở trong Chúa tôi tin rằng mỗi đời sống của chúng ta thật beautiful, vì Chúa sẽ dùng và sẽ có kết quả rất là nhiều. Ngay cả khi người ta muốn chấm dứt cuộc sống của chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn duy trì. Tôi biết chắc điều đó. Thực ra lý do quý vị và ông bà anh chị em hỏi tôi rằng tại sao tôi lại hết lòng và muốn lắm và thích lắm để hầu vị Chúa, đến bây giờ tôi vẫn thấy tôi giờ nếu trở về Mỹ thì tôi giống như người mới lắm mà nghe, vì đi ròng rã 22 năm rồi. Thành thử tôi về Mỹ mới lắm, mới tin à, cái gì cũng mới cho tôi, mặc dù tôi ở Mỹ là 30 mấy năm rồi, đã tới nước Mỹ từ năm 75, nhưng mà tất cả còn mới. Tôi đi gặp những người Việt Nam, họ rất là ngạc nhiên về cái story của tôi, và đương nhiên tôi có cơ hội để làm chứng nữa. Khi họ gặp tôi thì đương nhiên hỏi rằng ông tới đây bao lâu rồi. Tôi nói ồ, tôi mới tới đây được 3 tháng, 4 tháng gì đó. Rồi nó ồ, vậy trước đây ông ở đâu? Mà đi cái viện nào qua vậy? Tôi nói dạ không có viện nào hết, tôi ở Na Uy. Họ nói ồ Na Uy hả? Giờ ở Na Uy bao lâu rồi? Tôi nói dạ được 11 năm. Rồi từ Na Uy qua đây được hả? Khổ lắm mà. Tôi nói dạ không, trước đó nữa tôi ở Hồng Kông. Nói ủa ở Hồng Kông rồi đi qua Na Uy hả? Nói không, trước đó nữa tôi ở Mỹ, tôi ở từ năm 75 lận. Cứ muốn đi như vậy thì phải bắt lại từ cái câu chuyện là từ năm 75. Nhưng mà kỳ thực tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều, vì cuộc đời của chúng ta như tôi biết chắc Chúa đã không có quyền control trên cái life của chúng ta. Hai vấn đề đó là cái năm sự sống của chúng ta, vì đó là điều mà Kinh Thánh nói rất là rõ. Cho nên tôi muốn khích lệ quý vị hiểu được rằng chúng ta đang ở trong chương trình của Chúa, và Chúa có mọi thứ. Và thứ hai đó là chỗ ở của chúng ta. Ở trong công vụ các sứ đồ tôi đọc chúng ta nghe như thế này: Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta, cùng giới hạn chỗ ở. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu thứ 26. Hai điều mà chúng ta không có control được, không có quyền, vì đó là của Đức Chúa Trời. Đó là gì? Ngài định trước. Định trước cái gì vậy? Giờ thì giờ đời người ta. Thế sự sống chết của chúng ta ở trong tay của Chúa, quý vị yên lòng. Giờ chúng ta có bị ung thư, bị cái gì hay là bất kỳ thứ gì, chúng ta phải biết rằng nó nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời. Vậy này, những năm tháng của chúng ta ở trong sổ của Chúa, và không ai có quyền sửa đổi cái điều đó. Cho nên chúng ta cứ yên lòng. Vì nếu chúng ta sống thì điều gì vậy? Nếu ta tiếp tục được sống thì Chúa ở với chúng ta, và chúng ta hết lòng để làm những gì Chúa có thể làm qua đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta chết thì chúng ta ở với Chúa, đằng nào chúng ta cũng có Chúa. Cái xuyến của Cơ Đốc nhân là như vậy thôi. Cho nên chúng ta biết rằng Ngài định trước thì giờ đời người ta, cùng giới hạn chỗ ở. Không phải ai muốn tới Mỹ thì tới đâu à nha. Tôi đã biết có nhiều người đã thử, người ta try đủ mọi cách, có thể tốn nhiều chục ngàn đô, nhưng bây giờ cũng nằm ở Việt Nam. Vì vậy thôi.
Có những người muốn đi nước này nước kia, nhưng không, vì Đức Chúa Trời giới hạn cái chỗ ở của chúng ta. Cho nên nếu Đức Chúa Trời đã chỉ định và cho phép và để chúng ta có mặt ở đây, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang có một cái chương trình gì đó. Một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá ra được, nếu chúng ta biết nghe được tiếng của Chúa khi Chúa gọi mình, khi Chúa sử dụng mình trong đời sống của mình. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Bởi cái đó mà không hề sợ hãi, và chỉ mong rằng ồ, sớm gì một là mình về với Chúa thì là gặp được Chúa, còn hai là Chúa trở lại với chúng ta vì Ngài sẽ tái lâm thì chúng ta gặp Ngài. Nhưng trong thời gian đó thì chúng ta phải làm gì nhá? Chúng ta sẽ làm sao để Chúa được sáng danh và có kết quả? Thực ra thì bữa hôm nay tôi muốn chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau qua đề tài đó là ơn lớn hơn hết. Và trước khi chúng ta học qua cái ơn lớn hơn hết này thì chúng ta biết đây là cái bức thơ của ở trong Corinto. Đây là bức thơ mà Phaolô gửi cho các thánh đồ hay là các con cái Chúa tại hội thánh Corinto. Tôi sẽ đưa quý vị về cái bối cảnh của hội thánh Corinto cách đây nhiều, gần 2000 năm về trước, để chúng ta hiểu được một chút, rồi chúng ta sẽ thấy được và so sánh nó với cái tình trạng của chúng ta nha. Chúng ta biết rằng hội thánh Corinto đã được Phaolô thành lập trong cái chuyến thăm viếng thứ hai. Ông có 3 lần thăm viếng truyền giáo, và trong chuyến thăm viếng truyền giáo thứ hai của ông thì Phaolô đã thành lập được hội thánh Chúa tại đó. Chỉ có một ít người Giu-đa ở tại đó tin Chúa, nhưng mà có nhiều người ngoại đã trở nên Cơ Đốc nhân, và Phaolô đã bắt đầu làm cái trường kinh thánh ở tại đó. Phaolô rất là giỏi, ông khôn ngoan lắm. Ông đã có cái chiến thuật và chiến lược để làm sao cái trường kinh thánh này trở nên có kết quả. Cho nên ông đã thành lập cái trường kinh thánh ngay bên cạnh nhà hội. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng 18 tháng ròng rã ông lo cái công việc nhà Chúa ở đó, vì Đức Chúa Trời có chương trình để tiếp tục để ông đi những nơi này nơi khác chứ không phải ở tại đó. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng Apollo đã đến để làm giáo sư trường kinh thánh và tiếp tục lo tại đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hội thánh này là một cái thánh mạnh, lớn mạnh lắm, phải không? Và có một điều đáng buồn, họ đang là một hội thánh đang được đầy ơn mạnh mẽ, được chăm sóc, được có những đầy tớ Chúa nổi tiếng, Phaolô rồi Apollo, nhưng mà họ đã trở thành một hội thánh rất là mất phước. Vì sao vậy? Hội thánh Corinto đã trở thành là một hội thánh của sự phân rẽ. Họ đã phân rẽ với nhau, họ chia rẽ và phân rẽ với nhau nhiều vấn đề. Thứ nhất, họ phân rẽ với nhau về sự lãnh đạo, về sự lãnh đạo trong hội thánh. Họ chia rẽ với nhau, họ chia ra làm 4 nhóm khác nhau. Một nhóm thì nói rằng ô, tôi thuộc về Phaolô. Nhóm khác nói rằng tôi thuộc về Phi-a-rơ. Người nhóm khác nữa tôi thuộc về Apollo. Nhóm khác nữa nói rằng tôi thuộc về Đấng Christ. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả chúng ta không có thuộc người này, người kia, người nọ đâu. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng họ đã phân rẽ, chia rẽ với nhau trong về sự lãnh đạo. Rồi họ đã phân rẽ và chia rẽ với nhau về các tiêu chuẩn đạo đức. Chúng ta biết những tiêu chuẩn đạo đức ở trong Kinh Thánh không thay đổi. Xã hội, quốc gia hay là phong tục tập quán con người có thể thay đổi, nhưng mà tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời ở trong lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Nhưng mà người ta đã bị phân rẽ về những cái tiêu chuẩn đạo đức ở trong hội thánh. Người ta bắt đầu có thể chấp nhận những điều này điều kia một cách dễ dàng vì luật cho phép. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy ở tại các xứ Âu Châu, Bắc Âu, họ rất là dễ dàng cho hai người nam để làm vợ và chồng, hai người nữ làm vợ và chồng. Họ vẫn gọi là vợ chồng nhưng mà hai ông cực rửa. Như là thấy không? Rất là kỳ lạ phải không? Nhưng mà họ đã chấp nhận như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời chúc phước cho cặp vợ chồng đó. Không có. Họ có thể tuyên thể lung tung đó, nhưng vì điều đó nó đi sai với lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc những điều đó. Dầu chính phủ, xã hội cảm thấy ok, không có gì sai lạc hết.
Dạ, ở trong hội thánh Côrintô đã đi đến những cái tình trạng mà cái tiêu chuẩn đạo đức bị phân rẽ, vì có người chấp nhận, có người nói ở cái chuyện đó cũng không sao, có người nói rằng không, rất là kinh khủng. Chúng ta đã biết rồi, nếu chúng ta có dịp đọc chúng tôi có dịp đi vô sâu. Nhưng mà chẳng hạn như có sự gian dâm, nhầm loạn ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà người ta vẫn cảm thấy rằng it's ok. Dạ thưa không, như vậy thì chúng ta thấy rằng đã bị chia rẽ về cái tiêu chuẩn đạo đức. Chúng ta sẽ không để cho hội thánh Chúa bị phân rẽ trên cái tiêu chuẩn đạo đức, vì nền tảng của lời của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn đạo đức duy nhất mà chúng ta chấp nhận. Người khác có thể làm, nhưng chúng ta sẽ không, vì Chúa dạy chúng ta điều đó. Rồi điều gì nữa là chúng ta sẽ thấy rằng họ đã phân rẽ về giữa người có tội và người nói vậy thôi, nói rõ hơn là những người buộc tội và kẻ những người và kẻ bị buộc tội, người buộc tội và kẻ bị buộc tội. Phân rẽ trong vấn đề này, chúng ta đã thấy đó là câu chuyện mà các con cái Chúa đã đem chuyện của trong dòng con cái Chúa đi ra kiện tụng với nhau. Và đương nhiên tôi tin rằng điều này cũng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta có phương thức để giải quyết trong tình yêu thương, trong sự tha thứ. Cho nên chúng ta tránh quý vị đành rằng người ta sẽ nói rằng ồ, tại sao ngu vậy? Chấp nhận làm người ngu đi quý vị, để chúng ta được anh em của mình, hơn là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có nhiều kẻ thù. Và chúng ta sẽ biết rằng tiền bạc nó vẫn là cái cội rễ của những điều ác mà. Tôi đã biết có những con cái Chúa không cẩn thận thì sẽ bị người ta cái gì cũng đi bảo rằng đi xu đi, đi thưa đi. Mà thiệt chúng ta sẽ dễ thừa lắm. Thí dụ chúng ta đi trong Walmart mà trợt té một cái thì có người bảo rằng đi thưa đi. Mà thiệt nếu chúng ta thưa có khi được 10.000 đô. Tôi đã biết có một bà ở Việt Nam, tín đồ Việt Nam qua Mỹ đi với con té trong shopping cái, rồi người ta bảo đi thưa, để nghỉ đi thưa. Bà thiệt thưa cái thì cái cửa hàng đó nó thôi khỏi thưa nữa, gửi 10.000 đô. Vậy là thấy không, kiếm tiền quá nhanh, quá dễ mà, phải không? Như vậy thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thấy rằng dạ, chúng ta sẽ bị phân rẽ trong vấn đề này. Là chúng ta sẽ thấy rằng có những người thì nhất lòng, nhất định rằng để điều đó cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hành xử những người mà có những điều gì đó đã quá phạm với chúng ta hay là làm gì đó cho chúng ta. Điều chúng ta để ý là gì? Đừng đem những chuyện đó ra kiện tụng. Vì chúng ta có một Đức Chúa Trời tối cao. Và chúng ta nhớ rằng cả thải chúng ta, Kinh Thánh nói rằng sẽ là những người mà về sau này sẽ xử đoán tới thiên sứ mà. Bây giờ chúng ta lại đem những cái việc của chúng ta cho người ngoại họ xử đoán lại chúng ta, thiệt là lạ phải không? Thôi chúng ta thấy rằng hội thánh đã phân rẽ trên cái vấn đề đó. Rồi hội thánh cũng bị phân rẽ là giữa những cơ đốc nhân yếu và cơ đốc nhân mạnh. Đáng lẽ người mạnh nó phải dìu người yếu. Đằng này người mạnh ý là mình mạnh, cho nên cứ tiếp tục sử dụng sự tự do của mình. Chúng ta thường hay nói rằng ô cái này điều này tôi có quyền làm. Phaolô ông có lần ông nói rằng há tôi không có quyền dẫn một chị em đi với tôi hay sao, đi ngoài phố rồi đó, giá được chứ. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng sự tự do của chúng ta không phải như Kinh Thánh nói rằng ở trong cũng Côrintô nói rằng mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Thành ra chúng ta sẽ không sử dụng sự tự do của chúng ta ở trong Chúa như một người mạnh, mà chúng ta muốn làm gì thì làm. Thí dụ trong Kinh Thánh thì Phaolô nói về vấn đề ngồi ăn ở trong đền thờ của cúng tà thần đó. Tôi tin chắc chúng ta không có cái thói quen đó, nhưng mà chúng ta đã sử dụng sự tự do của mình, nhất là trong cái sự tự do này, thì chúng ta sẽ thấy rằng coi chừng sự mà chúng ta nói rằng mọi sự tôi có phép làm vậy đúng, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chẳng hạn tôi về đây tôi khám phá rằng rượu ở Mỹ bán thiệt là rẻ. Wow, quá chừng rẻ. Và nó bán quá chừng nhiều. Tôi đi vào khắp nơi Costco cũng thấy hàng rượu, đủ loại thứ rượu để mà tha hồ chọn lựa. Ở nước Âu Châu khó hơn, chúng ta không có đường quyền, không có cái tự do mà lựa như vậy, vì nó monopoly, chính phủ độc quyền. Nhưng mà ở xứ này thì rượu quá chừng nhiều,
và quá chừng rẻ. Dạ, chúng ta sẽ thấy rằng dạ, chúng ta có thể uống rượu chứ. Nếu tôi là một mục sư, có ai cấm mục sư uống rượu không? Không. Đấy lại chúng ta sẽ thấy rằng nếu ông mục sư mà muốn lấy lòng tín đồ, mà tín đồ nhất là tôi đã gặp những trường hợp có những người tín đồ quý lắm, quý đầy tới Chúa, đãi bữa ăn mời mục sư đến ăn và nói rằng: thưa mục sư, cái chai rượu này là chính em làm đó nha, cất mấy năm nay rồi đó, đặc biệt lắm, và sẵn hôm nay có mục sư cho nên em đem ra để mời mục sư cùng uống với em. Chúng ta thấy rằng trong trường hợp đó mục sư cũng hơi khó khăn lắm à, vì anh ta nói bằng câu giáo đầu tuần là chính tay anh làm để dành bao nhiêu năm nay để đãi một người đặc biệt như mình. Và trong trường hợp đó tôi sẽ thẳng thắn rồi: thôi cảm ơn nhiều lắm, đi cho một sư một ly coca vô. Tôi phải thẳng thắn nói như vậy. Vì sao vậy? Dạ vì nếu tôi sẽ cùng uống với anh ta thì tôi được cái tiếng gì? Một sư rất là friendly, một sư thiệt là chịu chơi. Mà không phải chỉ ở trong bữa ăn với tôi, ngay lúc đó anh ta có cái cảm tình và thương quý tôi lắm, nhưng mà cái tiếng đó đi ra luôn ở ngoài phố chợ luôn, tất cả mọi người đều biết rằng mục sư Đoàn Ngọc Ảnh mục sư chịu chơi à, tủ lượng thiệt là cao. Và từ đó về sau thì chúng ta biết rồi, tôi sẽ làm cớ dốc phạm là cho cả hội thánh đều say rượu. Hai vì say Đức Thánh Linh thì trở thành say rượu, thấy không? Hà là uống ly coca, giống như Paulo nói vậy đó. Chúng ta biết rằng mất cái gì ai cấm ông có quyền ăn thịt, nhưng ông nói à, ông nói rằng cho nên nếu đồ ăn xui anh em tôi dốc phạm thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp dốc phạm cho anh em tôi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Thôi chúng ta sẽ nhớ rằng ma quỷ sẽ tìm cách sẽ phân rẽ hội thánh trong vấn đề người yếu và người mạnh, và nhất là người mạnh làm cớ dốc phạm cho người yếu. Hai gì nhiều người yếu, phải không? Rồi chưa nữa, có sự chia rẽ phân rẽ giữa những người mạnh với nhau. Đó, hội thánh bây giờ mạnh với nhau và lại cũng chia rẽ nữa, và chúng ta thấy thiệt là đáng buồn. Cho nên ở trong đoạn 11 câu thứ 17 tôi đọc chúng ta nghe chút xíu, nói rằng trong khi tôi truyền lời cáo dụ này chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Họ đang nhóm lại mà có lô dày, họ nói rằng những cái sự nhóm lại của anh em làm cho anh em dở hơn. Vì sao vậy? Trước hết tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm lại trong hội thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó. Đó là những người mạnh mẽ bây giờ lại phân rẽ với nhau. Và chúng ta biết rồi, và thật họ có một sự phân rẽ, đã phân rẽ từ trên tới dưới, và cuối cùng thì họ đã đi đến sự phân rẽ hết sức là mất phước. Đó là phân rẽ giữa những người được Đức Chúa Trời ban ơn, hay là giữa những người được ơn Chúa ban. Và chúng ta hiểu khi chúng ta đang ở tình trạng gọi là được ơn Chúa ban là chúng ta đang ở mức độ cao độ nhất, phước hạnh nhất. Nhưng mà tiếc quá, hội thánh Chúa đã bị phân rẽ ngay cả trên vấn đề đó. Thật ra nếu chúng ta có học về tâm lý học, ngày xưa khi các bạn học, quý vị học ở đại học thì biết, người ta nói rằng có con người luôn luôn tìm kiếm và tìm kiếm, và có năm cái nhu cầu tìm kiếm trong đời sống của con người, nó đi theo thứ tự, không thể nào mà người ta tìm kiếm lẫn lộn được, vì nó phải đi theo thứ tự. Thứ nhất là con người tìm kiếm đầu tiên hết trong cuộc sống của mình là nhu cầu cơm ăn áo mặc. Chúng ta thấy không? Không ai mà đang không có cơm ăn áo mặc mà đòi đi tìm kiếm mái ấm gia đình bằng cách cưới vợ về, không có, hiếm có hả? Những cái tư tưởng mà nói rằng một túp liều tranh hai quả tim vàng nó chỉ có ở trong văn chương hay là sách vở thôi chứ không có thiệt đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng cái nhu cầu con người luôn luôn tìm kiếm là cơm ăn áo mặc. Sau khi đã hoàn tất được cái nhu cầu đó, có cơm ăn, có áo mặc rồi, thì người ta mới bước lên được cái nấc thứ hai. Đó là con người tìm kiếm cái nhu cầu gì? Đó là mái ấm gia đình. Người ta sẽ suy nghĩ đến bắt đầu mua cái ngôi nhà ha? Rồi nếu có tiền mua ngôi nhà, rồi lập gia đình, có vợ, rồi có con, vân vân. Rồi sau khi đã xong được cái mức độ tìm kiếm thứ hai
thì cái tìm kiếm thứ ba đó là nhu cầu an sinh. À, bây giờ thì người ta bắt đầu suy nghĩ đến, nào là mình sẽ nghĩ về vấn đề sức khỏe của mình nè, về vấn đề đóng bảo hiểm nè, về vấn đề làm sao cho an toàn trong nhà cửa nè, security alarm rồi vân vân ha, rồi tức là sự bình an nè, rồi những chương trình du lịch đi travel vân vân. Và sau khi đã ổn định cái mức thứ hai, chúng ta mới lên tới vấn đề an sinh cái thứ ba. Rồi sau khi được cái thứ ba rồi thì chúng ta thấy con người luôn luôn tìm kiếm cao hơn, đó là họ tìm kiếm về cái nhu cầu xã hội. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng người ta hiệp lại, có những hội nhóm, có những đoàn thể, có bè bạn với nhau. Không ai mà cứ tiếp tục sống cô lập, isolate ở trong một ngôi nhà. Dù ngôi nhà đó có sang trọng bao nhiêu, người ta cũng không thể chịu nổi với cuộc sống như vậy. Người ta sẽ tìm kiếm, đó là cái nhu cầu của xã hội. Đó là lý do có những đoàn thể nhóm họp, phải không? Và có bè bạn với nhau. Rồi sau khi đã được cái phần đó rồi, và đây là cái tìm kiếm cuối cùng, đó là nhu cầu cao trọng. Tiếng Anh là những cái ego của con người đó, nhu cầu cao trọng. Và thật, tôi tin rằng Hội Thánh Côrintô đã kinh nghiệm điều này. Họ đã lên tới mức độ cao tối đa rồi của những cái nấc thang đó. Vì lúc này là chính là lúc Đức Chúa Trời đã ban cho họ tới cái mức độ của sự cao trọng. Họ có nhiều ơn lắm quý vị, quá trình ơn. Nhưng mà tiếc cho họ, khi họ có nhiều ơn thì họ bắt đầu lại có sự chia rẽ, có sự so đỏ, có sự không rẻ với nhau. Bởi cái đó mà Phaolô mới viết cái bức thơ này. Và trong đó chúng ta thấy, khi ông đề cập ở trong đoạn 12, dù chúng ta không có thời giờ đọc, nhưng tôi đọc sơ chúng ta vài câu ở đây, nói rằng đoạn 12 câu 4 trở đi, nói rằng: vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mỗi người. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nhớ kỹ, đây là công việc của Đức Thánh Linh, và theo ý của Đức Thánh Linh muốn, theo ý Ngài muốn, và phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Tôi tin rằng khi nói về ơn thì đây là những sự cao trọng lớn lao mà Chúa cho chúng ta. Đức Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta mỗi người một ơn khác nhau. Và bây giờ có một tình trạng người ta đang so đỏ ơn nào lớn hơn ơn nào, ơn nào vĩ đại. Đừng nhìn chúng ta thấy rằng người ta tưởng rằng sẽ có những ơn này vĩ đại hơn ơn kia, nhưng không đâu. Vì Đức Thánh Linh biết mỗi người, và Ngài tùy ý Ngài ban cho. Nhưng tôi tin chắc rằng Ngài sẽ cho chúng ta mỗi người có những ơn khác nhau. Có những ơn, có những cái chúng ta muốn cũng không thể được nữa. Tôi có thí dụ với con cái Chúa nhiều lần, là tôi thích nhất là được cầm một cái đàn guitar, gái được một cái bài mà ngày xưa khi còn thanh niên đó, ước gì được gái được một bài Tuổi Đá Buồn hay là Lệ Đá đó. Ước gì được gái một bản đó là tôi thấy sướng lắm rồi. Vì tôi thấy những bạn của tôi ngày xưa, nhưng mà quý vị biết không, tôi không có ơn đó. Tôi học bao nhiêu lần rồi, trả lại hết cho thầy. Giờ mới bắt đầu học thì rất là hay, thầy nào cũng khen: à, anh có cái trí nhớ rất là hay, tốt lắm, nhanh, nhớ nhanh hơn nhiều người. Nhưng mà tôi cũng quên nhanh hơn mọi người nữa. Wow. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tôi không có ơn đó. Mà đến ngày nay tôi vẫn không có ơn cầm cái đàn guitar để đàn, chịu thua. Nhưng mà tôi có ơn khác, tôi có ơn khác mà người khác không thể có được.
Tôi tin rằng trong đời sống của chúng ta có những điều đó. Quý vị ở đây tôi biết có người có ơn tiếp khách nữa, nhưng có người khác không có ơn đó, thấy khách là phát sở rồi. Nhưng mà người có ơn tiếp khách thì thích khách, gọi muốn khách tới nhà và rất là vui, vì đó là cái ơn Chúa cho. Có người có ơn nấu ăn, người khác nấu ăn trở thành tai nạn. À, tôi biết như vậy nữa. Quý vị có tin không? Tôi thích lắm, tôi thích học, tôi thích các thứ lắm. Hồi năm 1970 mấy tôi quên rồi, tôi thích lắm nên tôi đi học nguyên một khóa nấu ăn. À, tôi học mà ăn, vừa nấu ăn vừa thực tập và vừa ăn luôn để ấy vậy. Rồi tôi về tôi thử ở nhà, tôi chỉ cho, tôi thử cho nhà tôi coi tôi trổ tài nấu ăn. Nhà tôi chỉ đứng ngó thôi, nhưng mà nhà tôi lần sau làm ngon hơn tôi. Tôi là người đi học mà lại làm dở hơn. Thành thử tôi biết rằng có lẽ ơn nấu ăn cũng có. Dầu nhà tôi không đi học nhưng có thể có ơn nấu ăn hơn tôi. Trên từ đó về sau tôi giảng dạy nấu ăn. Hình như chúng ta biết là Chúa cho chúng ta mọi ơn. Mọi ơn nó để làm gì vậy? Ok, như cái câu kinh thánh của chúng ta: ấy vậy thì nên luôn là ước cao các sự ban cho thiên liên, hết tiền cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Hãy sử dụng hết tất cả các ơn của mình nếu có, dầu lớn dầu nhỏ. Đừng buồn về những gì Đức Chúa Trời ban cho mình, quý vị. Sử dụng nó hết cho công việc nhà Chúa đi. Nhớ kỹ rằng chúng ta còn một ít năm để sống trên đất. Có ai biết được ngày Chúa gọi mình về đâu, phải không? Nếu Chúa không nói rằng với Đức Chúa Trời ngay giờ phút này: xin Cha hãy để lại thêm năm này nữa, thì chúng ta đã xong rồi à. Có nhiều cuộc đời của chúng ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà vì Chúa để lại thì không sao hết, chúng ta vẫn tiếp tục sống. Đúng ra thì tôi có nhiều lần tôi đã đối diện với cái chết. Làm giáo sĩ thì có 5 lần. 5 lần tôi đã sẵn sàng đối diện cái chết, vì người ta đòi thanh toán tôi luôn, giết luôn đó. Nhưng mà không sao, vì nếu Chúa cho tôi sống thì tôi vẫn phải sống thôi. Dù có chết, có ai muốn làm tôi chết tôi cũng muốn chết được. Và đó là cái chắc chắn. Bởi vì tôi nghe chưa nói này, ai giữ mạng sống mình đó thì mất, còn ai vì cớ ta mà sẵn sàng mất sự sống mình đó thì còn. Và thiệt lạ lắm. Cho nên tôi thấy rằng có những cái Chúa bảo tồn thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta ở trong tay của Chúa. Hôm qua tôi có thuật lại thế nào mà tôi bị vỡ mạch tim 3 năm về trước mà vẫn sống nhanh. Sống giống anh Tùng nói rằng sống nhăn răng cho đến bây giờ. Nhau răng vừa vỡ mạch tim chứ. Đừng nghiến tim 2 lần. Mà đố ai biết là đi mà đường, ai mà tưởng tôi là người bị đau tim được. Thì thấy tôi khỏe lắm, thấy không? Giờ thấy tôi trẻ nữa, như bạn của tôi nói hôm qua. Mà có lẽ ai cũng sẽ thấy tôi trẻ lắm. Vì sao vậy? Vì có gì đâu để buồn. Nếu Chúa đem mình, Chúa cho mình chết thì chết. Còn nếu chưa chết thì hết lòng hầu về Chúa, quý vị. Quý vị còn đang sống phải không? Thì còn lắng nghe tôi được mà. Hết lòng hầu về Chúa giùm nghe. Rồi, như vậy thì Chúa sẽ cho chúng ta những ơn để chúng ta hầu về Chúa. Tôi còn đúng một phút. Chúng ta đừng tranh lệnh với nhau. Ơn gì? Ơn nào lớn hơn? Bởi cái đó là Chúa nói rằng: vả nên là thân của Đấng Christ, là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh: thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa lành, cứu giúp, cai quản, nối các thứ tiếng. Có phải cả thải đều là sứ đồ, cả thải là tiên tri sao? Cả thải là thầy giáo sao? Cả thải đều làm phép lạ sao? Cả thải đều ơn chữa bệnh sao? Cả thải đều nói tiếng lạ sao? Cả thải đều thông giải tiếng lạ sao? Chắc không. Sẽ có người Chúa chọn để làm mục sư, có người làm giáo sư, có người làm gì đó, vân vân. Có người có những ơn này ơn kia. Nhưng mà nghe Phaolô nói: hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Đừng ước ao những sự tầm thường, hãy ước ao sự lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Người ta đang tìm những cái ơn tốt lành, ơn lớn lao. Phaolô nói rằng: bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Con đường đó là gì? Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên, hay là chập chỏ vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cùng đủ các sự mầu nhiệm và mỗi sự hay biết, dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo, khó lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Quý vị, ơn lớn hơn hết đó là tình yêu thương. Hãy yêu thương với nhau, hiệp một với nhau trong thân thể của Đấng Christ, vì Chúa rất cần điều đó. Và với sự yêu thương đó, người khác nhận biết chúng ta là
môn đồ của Ngài. Xin Chúa ban phước để chúng ta học biết điều này. Amen.